giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Châu. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Sĩ Tuấn, đảng ủy viên phụ trách thanh niên, chủ nhiệm khoa kinh tế ngoại thương. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh An, bí thư đoàn trường Đại học Ngoại thương. Tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời đến tham dự đêm chung kết có bà Lê Thị Thục Anh, giám đốc chi nhánh Cầu Giấy, Ngân hàng Đông Á, đại diện nhà tài trợ. Và trong đêm chung kết ngày hôm nay còn có đại diện của các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, các thầy cô giáo đại diện cho các khoa, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương cũng như các trường bạn đã đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi. Và những người không thể thiếu trong cuộc thi ngày hôm nay đó là ban giám khảo của cuộc thi Giọng Hát Vàng Đại học Ngoại thương 2005. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trương Quý Hải. Tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ múa Hải Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Thanh An. Vâng, và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh An, bí thư đoàn trường Đại học Ngoại thương lên đọc diễn văn kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời. Kìa đường hình làm sao kia? Sao đây? Kính thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Châu, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Kính thưa các vị đại biểu và thưa tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương thân mến. Sao đây đường, sao đây? 74 năm đã qua, chúng ta cùng nhìn lại và tự hào về những đóng góp quan trọng mà tuổi trẻ đã cống hiến trong bản tráng ca lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thanh niên Việt Nam ngày nay đang ra sức thi đua, học tập, rèn luyện với một lòng yêu nước nồng nàn, một niềm tin tuyệt đối với Đảng cả để thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ trong thời kỳ mới, đó là thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ, thi đua lập nghiệp, lao động, sáng tạo, xây dựng kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trên, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta cần phải vững chính trị, sáng nhận thức, giỏi chuyên môn, đẹp tâm hồn. Lần thứ 74 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2005-2008. Thay mặt Ban chấp hành đoàn trường, tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên và sinh viên nhà trường cùng sát vai bên nhau với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trí tuệ và sáng tạo vì sự lớn mạnh không ngừng của tuổi trẻ để tiếp tục cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đêm chung kết cuộc thi Giọng Hát Vàng 2005 của sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Xin cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu cùng các bạn hạnh phúc và mạnh khỏe.